Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858584Q2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình đó là các phiên bản của Obidulo này, phiên bản của Carnivan, Poniger, Orange, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn mã hàng sản phẩm đầu tiên. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Với phiên bản đầu tiên ấy thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là một mẫu của Technot. Và mọi người đều biết là mọi khi thì em cũng hay đấu về các mẫu Technot đúng không ạ? Thì nó cũng rất là đa dạng và lần này thì sẽ là một cái phiên bản với thiết kế mặt bên trong này này. Cọc số của nó sẽ là cọc đá luôn. Đấy, chứ nó không phải là cọc vạch hay là cọc la mã như mọi khi. Ở phiên bản này thì mang kiểu form dáng thì cũng rất là giống với cả của Rolex. Mặt dial màu đen. Đó, với độ chống nước là 3 ATM, lịch ở vị trí góc 3 giờ. Bên trong này, cọc đá của nó sẽ là cọc đá 7 màu nhé mọi người nha. Đây là các cái viên đá baguette ấy, mà các anh chị thấy là nó sẽ có xuất hiện ở các cái mẫu của Carnivan này này. Đó, nhưng mà cái đá baguette này này nó sẽ là các cái viên đá nó dài. Tức là kích thước và cái kiểu nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở cái đá kia thì nó sẽ là to hơn để nó phù hợp với cái viền. Còn ở bàn này của nó này thì nó sẽ là cái cọc đá ống. Đấy, đá ống ở bên trong nha, nó sẽ có cái màu này. Đấy, để khi mà ánh sáng nó chiếu vào này mọi người thấy không ạ? Bắt sáng cực kỳ đẹp. Và cái sự luân chuyển màu ấy rất là hài hòa luôn. Chứ nó không phải là chuyển từ gam màu nóng sang gam màu lạnh ngay lập tức đâu ạ. Nó sẽ sang một cái màu vừa phải nhá. Đây, từ màu vàng này, chuyển dần sang này. Rất là tinh tế. Kể cả chi tiết niềng ngoài này của nó cũng thế này. Cũng sẽ được nạm toàn bộ, đó chính là các cái phần viền đá. Đá ngoài này thì sẽ được nghiêm chấu. Ở ngoài này thì nó sẽ là thiết kế theo kiểu đá tròn. Đó, đây là viền nha, dây này. Bàn này thì mới nguyên, chưa sử dụng. Phay xước sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Đằng sau đấy thì nó sẽ có mã đó là T6B29. T6B29 38.500 yên, tức là tương đương khoảng tầm 6 triệu, hơn 6 triệu ở phiên bản này. Với mẫu này thì sẽ có size mặt đó là 38.7. Có nghĩa là gần như là size 39 đi. Càng của nó là 48. Đấy, và dành đấy là cho anh nam tay vừa và hơi to nhé. Bởi vì là khi mà đo ấy thì mọi người thấy là cái size của nó size 38. Cái size của nó là size 38, tức là dưới 40. Đó, nhưng mà cái thiết kế này, bởi vì là do cái phần viền càng này nữa này. Đấy, thì mọi người sẽ còn phụ thuộc cả vào cái thiết kế form kiểu dáng của đồng hồ nhá. Chứ mình không quá căn cứ vào là cái size mặt của nó đâu. Đó, và này tầm cổ tay từ 16.5 trở lên là mọi người sẽ đeo ok. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó chính là 2 triệu. 2 triệu, mã đầu tiên đó là mã 111. Full hộp nha mọi người nha, rất là đẹp. Các anh chị đeo lên tay bàn này thì không thể chê một điểm gì luôn. Vì thứ nhất đó là thiết kế nó đẹp, lạ và gần như là lên tay không sợ bị đụng hàng. Tiếp theo sang ở phiên bản 112. 112 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Poniger. Em lên mẫu Poniger nhé. Với bản Poniger hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình thì đây là bản Poniger với thiết kế phiên bản dây da. Đối với bản này thì sẽ có full hộp này, có sổ này, có thẻ đầy đủ. Đấy, và bên em thì hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của các thương hiệu chính hãng, đó là của Poniger này, Obidulo, Carnivan, Orange, Citizen, Angeloso với cả một vài thương hiệu khác nữa. Đấy, thì và cũng có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để lên tay những mẫu mà mình ưng ý nhất. Còn nếu như mà mọi người ở xa ấy, thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Sản phẩm cam kết chính hãng và mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đây mọi người theo quan sát với phiên bản này. Đây là mẫu automatic và mẫu này có cả trợ có tay đi kèm. Nên tay mẫu này thì em khẳng định luôn là gần như không bao giờ sợ bị đụng hàng luôn. Bởi vì đây là một cái thiết kế nó rất đẹp, rất là lạ. Kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trời chống xước tốt nha. Mặt bên trong này này, nó sẽ có khảm, mọi người đúng không ạ? Còn nó có các ánh khảm, nó giống như một cái bầu trời ấy. Thế còn đây này, nó sẽ là một cái ngọn núi đá. Và nó sẽ có cái mặt trăng, mặt trời đúng không ạ? Nó sẽ có chức năng trăng sao ở đây. Ngoài ra thì sẽ có một cái hình kim dây. Và kim dây này thì giống như là một cái biểu tượng của cái cối xay gió.
Đấy, đây là một cái biểu tượng mà cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, bởi vì đây là một cái thương hiệu của Thụy. Kính sapphire bên trong này nó sẽ có các cái đường vân xích sắc màu đen. Niềng ở bên trong viền này này, nó sẽ có được nặn toàn bộ phần viền đá và cũng đều được kim chấu. Nhìn chung nó sẽ rất là đẹp, kim thanh mảnh lịch ở vị trí góc 12 giờ. Ở đây mọi người thấy không ạ? Bên trong nhá, nó sẽ có bộ máy này, nó sẽ ghi này 21 jewel. Đó, 21 jewel, 21 chân kính. Nếu để nhìn xa xa như thế này thì mọi người sẽ không nhìn thấy đâu. Kể cả em để nhìn bằng mắt thường bên ngoài em cũng không nhìn rõ được. Đây là khi mà chiếu ánh đèn vào ấy mọi người đúng không ạ? Đấy, thì các anh chị sẽ thấy rõ đến từng chi tiết. Đây là mình phải chiếu hẳn vào đây thì mình mới nhìn thấy được nhé. Còn để mà mình xa xa đeo như này là không nhìn thấy. Kính sapphire này, đây là núm này, mặt trước nhỉ, mặt sau. Với độ chống nước của bàn này sẽ là 50m, sử dụng thép 316, mã của nó sẽ là RFL16.0.20.P7.23. Kính sapphire automatic, đây là búa sẽ được triện logo tên thương hiệu của Pondigo. Dây high quality, dây da cao cấp nhỉ, chốt khóa nguyên zin. Bàn này thì mới nguyên zin và rất là đẹp, rất là xuất sắc. Bởi vì với cái phiên bản đồng hồ này thì nó cũng không chỉ dừng lại ở một chiếc đồng hồ để mà mình xem giờ, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật ấy. Vì mỗi một phiên bản nó sẽ gắn liền với cả một câu chuyện, và mỗi một phiên bản nó lại là một cái ý tưởng, một cái thiết kế của nhà thiết kế. Sa mặt mẫu này là 41 nhá. Càng của phiên bản này là 46.4. Đây em đeo lên tay cho cả nhà mình cùng xem. Cái mẫu này thì mọi người dễ đeo lắm, các anh chị có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều ok hết. Đây này, mặt này, vân này. Đó, cái màu này cực kỳ là dễ phối đồ luôn. Bàn này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000, mã 112. Mã 112 nhé. Cái mẫu này thì riêng đối với cái thương hiệu của Pondigo này thì em thấy là mọi người ở trên thị trường nó rất là ít luôn, không có mấy. Đấy, và các cái phiên bản này là các cái phiên bản là chính hãng, với giá mức giá cực kỳ là tốt. Các anh chị đeo lên tay đơn giản đẹp nhưng mà nó lại rất là sang. Đấy, đấy là bản của Pondigo. Thêm cứ để tạm đây. Tiếp theo sang ở mã 113. 113 thì thôi em sẽ lên luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là mẫu của Candyvan đi. Mẫu Candyvan thì em cũng về khá nhiều và cũng đã lên khá nhiều cho cả nhà mình ở các form kiểu dáng, từ các cái form của Patek dòng Aqua hay Nautilus, hay là form của dòng Desert đúng không ạ, thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình. Và ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình một phiên bản form Aqua. Đây là form này là form của Nautilus, form Nautilus nha. Và mẫu này thì nó sẽ là một cái mẫu đơn giản, không lịch, tức là nó có lịch nhưng mà nó chỉ hiển thị cái lịch ngày thôi. Nó chỉ hiển thị 3 kim một lịch ngày thôi. Vì nó có một cái mẫu đó là nó sẽ hiển thị cái vòng tròn ở dưới này này mọi người này. Đấy, cái vòng tròn dưới này nó sẽ có cả lịch ngày thứ. Thì tùy vào nhu cầu của mọi người, thì có các anh thì thích cái sự đơn giản ấy và nó chỉ cần một lịch như thế này thôi, thì mọi người sẽ tham khảo sang ở phiên bản này. Về form kiểu dáng thì em không nói đến rồi, bởi vì form của nó là ý tưởng từ những chiếc Patek Philippe dòng Nautilus, tức là những cái cửa sổ của tàu ngầm ấy. Và khi mà lên tay với các cái form kiểu dáng của Patek Philippe thì em phải nói thật sự nó rất đẹp, rất là sang và rất là dễ đeo luôn. Đó, ai gần như là ai cũng có thể là đeo được nhé. Mẫu này sử dụng kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước tốt này. Bộ kim này với cả cọc số này, nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Đó, rồi là mặt bên trong này nó sẽ có màu nâu cà phê nhá, và nó sẽ trải vân như thế này. Đó, trải vân ở bên trong. Cái chi tiết niềng này của nó sẽ được nạm toàn bộ phần viền đá. Và như em đã có giới thiệu cho cả nhà mình ở mã 111, thì cái bản ở đá của 111 ý, thì nó cũng là dòng đá baguette này, nhưng mà nó sẽ là cái kích thước của nó sẽ nhỏ hơn. Ở bản này thì cái kích thước của nó sẽ to hơn đúng không ạ? Và các góc cạnh này của nó này đều rất là đẹp nha. Và mọi người sẽ không sợ là nó bị rơi đá hay là gì đâu, bởi vì là nó sẽ, đây mọi người thấy nó nằm trên một cái mặt phẳng và nó không bị nhô cao lên để mà mình bị dịa đá hay gì cả. Đấy, nó rất là hay là như vậy. Thì đây nó sẽ vừa có là sáng bóng này, nó vừa sẽ có phay xước, cái sẽ kết hợp với nhau, núm này, mặt trước này, mặt sau. Sử dụng bộ máy NH36A của Seiko. Đây là một cái bộ máy huyền thoại của Seiko rồi. Đó, nói chung là gần như là khi mà đã chơi đến đồng hồ thì em thấy là gần như không ai là không biết đến với các cái bộ máy của Seiko. Bộ máy NH36, bộ máy NH35. Cái dòng này là dòng NH36, tức là dòng nâng cấp lên
hơn, ưu việt hơn so với dòng máy NH35. Với 24 chân kính nhá, và thời gian chích cóc tối đa của nó cũng sẽ dao động từ tối đa là 38 tiếng đồng hồ. Đấy, với độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM. Bàn này sẽ có mã là 8108G. Các anh chị có thể check theo cái mã 8108G. Thì cái G này này nó sẽ là cái đuôi theo màu. Thì có thể người ta sẽ đặt là G1, G2, G3 là sẽ theo màu mặt. À, vâng, theo màu mặt. Thì cái màu nâu cà phê này nó là một cái màu đẹp nhất của hãng ở trong cái phiên bản bộ sưu tập của dòng 818108. Bàn này có size mặt đó là size 41.1. Càng của phiên bản này là 49.5. Đấy, và dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Như cổ tay của em ấy là 16.5 thì em đeo cũng rất là ôm tay rồi, nhưng mà để mà đẹp hơn tức là cái form chuẩn size tay thì sẽ phải là từ cổ tay 17, 17.5 trở lên là mọi người sẽ đeo ok. Đấy, đây là dây da nha mọi người nha. Đây các anh chị có thể xem dây da này, viền này, dây này, chốt khóa này. Bàn này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 3.950.000. 3.950.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 113. Đó, mã 113. Tiếp theo sang ở mã 114. 114 thì em lên một cái bản dây thép đi. Lên bản dây thép nha. Đây là mẫu của Oren này. Cái mẫu Oren này nó là bản size to đấy ạ. Và cái này phải dành riêng cho anh nam tay vừa và hơi to. Anh nam tay nhỏ không đeo được ở bản này. Đó, mặc dù là mẫu này đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của phiên bản này còn rất là cao. Nó có hai ô cửa sổ lịch nha mọi người nha. Nó có lịch thứ này, lịch ngày này. Đây là mẫu automatic và mẫu này thì có độ chống nước của nó cực kỳ tốt. Độ chống nước của nó sẽ là 200m. Đó, với cái độ chống nước này thì các anh chị có về có thể là sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái. Miễn đảm bảo làm sao đó là núm này và đáy này mình phải được vặn thật chặt. Vặn chặt nhưng mà phải vặn đúng gen nhá, bởi vì nếu mà mình vặn mà lệch gen ấy là nó sẽ vẫn bị lọt các cái không khí hoặc là lọt nước vào. Nó giống như mọi người cứ liên tưởng đến một cái chai nước ấy. Đấy, chai nước nha. Nếu như mà mình vặn lệch gen đúng không ạ? Nó vẫn chặt đi chứ nó không phải là không chặt, cực kỳ chặt luôn. Nhưng mà khi mà bị lệch gen ấy thì nước nó sẽ theo cái vòng gen đấy và nước nó sẽ đổ ra, đúng không ạ? Nó vẫn sẽ bị rò rỉ ra. Nhưng ở đây thì tất cả các cái ấy thì mình sẽ phải vặn theo đúng cái chiều gen của nó, thì như thế là nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mình nha. Đấy, nói chung là cái việc mình sử dụng nó cũng là còn gọi như là của bên tặng người nữa, đúng không ạ? Đấy, và bên trong này, bộ kim này, cọc số này, nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nha. Hai ô cửa sổ lịch này, ở đây thì mọi người sẽ bấm, đó chính là một cái phần lịch nhanh. Đấy, nó có một cái nút bấm phần lịch nhanh. Mặt đồng hồ này rất là đẹp nha, chi tiết niềng này, viền vỏ. Nhưng mà em phải nói thật sự là cái bản này độ mới của nó rất là cao luôn. Đấy, dây này, chốt khóa này. Để mọi người nhìn các cái đường phay xước của nó nhá. Đấy, cái này là em còn chưa lau, nó hơi bụi một chút. Mọi người thấy cái đường phay xước của nó không ạ? Và cái chất thép của nó cực kỳ là ok luôn. Đây, cái này kể cả như là mọi người sử dụng nhé, về mọi người sử dụng mà lỡ mà có bị va quệt vào đâu đó ấy, nó cũng sẽ không lộ. Cái đằng sau này nó có cả một cái tem dễ vỡ của nó này. Đáy của nó là đáy kín nhá, đáy kín này. Đó, đây là dây này, đây là các cái hướng dẫn cắt mắt này. Nhưng mà mẫu này thì size to và dành đến cho anh nam tay to. Size 43.3 và càng của mẫu này là 51.5. Đó, cái bản này đeo lên tay cực kỳ sang. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 3.850.000. 3.850.000 mã 114 nhá, 3850 mã 114. Tiếp theo sang ở mã 115. 115 thì có khi là em lên luôn cái mẫu của Obelulo luôn nhá, cái bản dây da luôn này. Ở bản dây da này là cái màu mặt của nó, nó là một cái màu mặt mà phải nói là cực kỳ hiếm, bởi vì đây là màu mặt cá hồi, đúng không ạ? Đấy, mặt cá hồi. Với bản này thì nó sẽ có một cái thiết kế, đó là dial mặt này, trải đều đường vân. Thương hiệu này là thương hiệu của Pháp, cũng sẽ được thiết kế sản xuất ở tại Moto. Mọi người có thể là gõ lên obelulo.com hay là .vn, em không nhớ rõ lắm. Thì khi mà mọi người gõ Obelulo ra một cái là nó sẽ xuất hiện luôn ở cái trang chủ của Obelulo luôn. Đấy, mọi người cứ mở ra các anh chị có thể đọc thêm thông tin về các cái mẫu của Obelulo nhé. Đây là mẫu mà nó sẽ có cả lịch ngày và nó có cả chức năng trăng sao. Và không phải là ở chức năng trăng sao lịch sun moon ngày đêm, mà nó là chức năng trăng sao
gọi là trăng trăng sao lịch moon phase, tức là lịch tuần trăng. Kim nung xanh này, kim nung xanh nhá. Đó, đây là viền này, mặt này, mọi người thấy đẹp không? Em phải nói là các thiết kế của Pháp ấy, nó có cái gì đó nó khác biệt hoàn toàn so với các cái thiết kế của Thụy hay là của Mỹ hay của Nhật. Đấy, khi mà mọi người chơi về đồng hồ thì các anh chị có đủ bộ sưu tập của các phiên bản đồng hồ của các quốc gia ấy, thì mỗi một phiên bản đồng hồ của một quốc gia nhá, nó lại có, tức là khi mà mình đi sâu vào nhá, mình lại có một cái tức là mình nhìn nhận được cái, có một cái nét văn hóa, tức là hoặc là có một cái gì đó nó riêng của cái đất nước đó. Đây, ví dụ như ở bản này thế này, đây thì nói chung là rất là khó tả. Và khi mà các anh chị cầm lên tay ấy, thì và các anh chị đam mê về đồng hồ ấy, thì mọi người sẽ có những cái cảm nhận đó. Đây nha, mặt này, kính này, nhìn rất là bị cuốn luôn. Các cái này là các cái màu nó sẽ lên tiết đỉa nha. Đấy, lau đi là sạch thôi mọi người ạ. Lau này sẽ sạch thôi. Còn trước khi gửi đơn thì em sẽ lau lại các cái phần viền này cho cả nhà mình. Đấy, tức là các cái lớp mạ của nó rất là dày luôn ý. Nếu như mà mọi người mà đã xem đến các cái mẫu gọi là các cái hàng si, mà các cái mẫu bọc vàng ngày xưa ấy, nó sẽ có các cái mẫu bọc vàng 10k, 14k ấy, nó sẽ cũng sẽ lên tiết điểm như vậy. Đấy, đây là các cái lớp vàng rất là dày, bởi vì đó là hàng chính hãng, nên là mọi người thấy không ạ, các cái lớp này mạ vàng này rất là đẹp. Đây là núm nha, mặt trước này, mặt sau này. Đây nó sẽ ghi là với độ chống nước là 5 ATM này, thép 316 này, Obedulo này, các cái chữ này thì em không biết rồi, complication này, thì các cái tiếng Anh này em chỉ nhìn, em nhìn thế nào em đọc thế thôi chứ em không biết dịch, hơi dốt nên mọi người thông cảm. Đằng sau đáy nhá, đằng sau đáy này nó sẽ có bộ máy của nó bên trong này. Đó, đây là bộ máy này, búa này, dây này, Genivision dây ra chính hãng này. Cái dây của Obedulo này người ta làm theo kiểu dạng như là dây handmade ấy, nên mọi người nhìn thấy các cái đường chỉ khâu tay này rất là đều, rất là đẹp nhá. Đấy, đây là chốt khóa này, bấm này, thông minh và rất là tiện lợi luôn. Với phiên bản này thì sẽ có sa mặt đó là 42 và càng của phiên bản này là 49.3, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Cái này, cái màu ở ngoài nhá, màu ngoài nó sẽ không bị rực quá như thế này đâu ạ, màu ngoài của nó sẽ dịu hơn. Mà ngoài nó sẽ dịu hơn một chút, bởi vì trên này ánh điện nó chiếu vào. Thì hàng tới nơi rồi, mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra nhé. Đây là phiên bản màu cá hồi ạ. Bản này em đang để đó là 4.850.000, 4.850.000 mã 115. Cái chức năng lịch moon phase này là mọi người sẽ xem được là cái lịch âm, coi như mình xem được cái lịch âm. Đấy, ví dụ như trăng của nó lên đến đây này, đúng không ạ? Thì nó sẽ dao động rơi vào tầm ngày 17-18 của lịch âm đấy ạ. Mình sẽ biết được là coi như là xem lịch âm hoặc là về thiên văn học ấy, là mọi người sẽ biết về các cái lịch trăng của nó. Tiếp theo sang ở mã 116 á, 116 thì thôi em lên luôn cho cả nhà mình ở mấy cái mẫu ở phía dưới này, nó sẽ không có hộp nhá. À đây em còn một cái hộp này nữa này, em lên nốt này, sau đó em sẽ lên ở cái bản kia là các cái bản không hộp. Với phiên bản này thì đây là phiên bản của Salvatore Mara, thương hiệu của Ý. Form kiểu dáng thì nó sẽ giống với cả Rolex và thiết kế của nó sẽ là niềng xoay, đáy của nó sẽ là đáy vặn. Ở phiên bản này thì nó sẽ có đó là 3 kim 1 lịch kim dây ở vị trí góc 6 giờ này. Mọi người nhìn được cái vòng tròn lịch của nó ở vị trí phía bên trong nhé. Ví dụ như là ở đây em sẽ, đây nó đang là buổi tối này, đây này mọi người thấy không ạ? Đấy, thì khi mà mình đeo ấy, đến buổi tối ấy, thì nó sẽ tự động, nó sẽ gần như là nó sẽ cái kiểu dạng như là tự các cái bánh răng bên trong của nó sẽ dịch chuyển ấy. Còn bây giờ nó chuyển sang buổi sáng rồi nha. Và mọi người muốn chuyển lịch nhanh, các anh chị rút nửa núm và mọi người sẽ chuyển lịch nhanh như thế này. Đó, thấy chưa? Đóng núm này, niềng xoay này, dây vừa phanh xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau nha. Ở đây thì tag mark của nó thì nó cũng sẽ còn đầy đủ. Mặt đồng hồ đẹp, form kiểu dáng giống với cả của Rolex. Mẫu này có size mặt là 39.5, càng của mẫu này là 47.2. Bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 2.1 triệu, 2.100.000 mã 116. Mẫu này là mẫu pin mọi người nha, mẫu pin Salvatore Mara thương hiệu của Ý. Đấy, đây là hộp của nó này, 2.1 triệu. Tiếp theo sang ở mã 117 thì đây em lên mẫu này đi,
Mẫu này đây là phiên bản của The Clubhouse, thương hiệu nội địa của Nhật. Kia phiên bản này là bản 6 kim và mẫu này là phiên bản solar pin năng lượng mặt trời. Thì nó không chỉ dừng lại ở một cái việc đó là phiên bản solar, bản solar nhé, bản năng lượng nhé, nó lại còn là bản 6 kim. Ngoài ra nó lại còn là một cái phiên bản pin kim trôi. Vì thế cho nên là nếu mà để mà mọi người mà mua ở phiên bản này, giá thành của nó khá là cao. Anh chị nào mọi người chơi về đồng hồ thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ biết đúng không ạ? Giá khá là cao vì nó là vừa là năng lượng mặt trời này, 6 kim này, rồi là pin kim trôi này. Đó. Thì với phiên bản này thì khi mà em đấu về thì nó có một chút như thế này, đó là cái dây nó sẽ hơi ngắn một chút. Dây của phiên bản này nó còn cho cổ tay 17 thôi mọi người nha. Vì như cổ tay của em là 16.5 rồi thì cái phiên bản này dành cho cổ tay 17 trở xuống thôi. Đấy nên là nó sẽ gọi là hơi kén tay một chút xíu. Vì khi em đấu thì thực sự là em cũng không có biết được là cái chiều dài rộng của dây. Và nó chỉ có kiểu là người ta chụp kiểu như này thôi này. Đó, nên là không biết. Nên là khi về đến nơi thì thấy dây nó hơi ngắn thì mẫu này em cũng sẽ sell luôn cho cả nhà mình. Vì bình thường các mẫu này về là sẽ phải dao động rơi tầm khoảng độ hơn 2 triệu. Đây là đằng sau đáy này, The Clubhouse, đây là thương hiệu nội địa của Nhật nha. 6 kim. Chronograph. Solar pin năng lượng, pin kim trôi. Mấy cả mọi người lưu ý cho em là ở phiên bản này thì cái kim này nó mới là kim dây. Đây là kim giờ, đây là phần kim phút. Còn cái kim mà dây to đùng đùng màu xanh này nó sẽ là kim dây nhưng mà của chức năng chronograph nha mọi người nhá. Thời gian đo tốc độ tối đa này sẽ được hiển thị ở vị trí góc 6 giờ. Còn đây là kim 24 giờ một ngày. Cái này là mình biết được là lúc này đang là ban buổi tối đấy. Lúc này nó giờ tầm khoảng độ 9 rưỡi tối đấy ạ. Bản này em cũng sell luôn cho cả nhà mình là còn 1.750.000. 1.750.000 mã 117. Tiếp theo sang ở mã 118. Với phiên bản mã 118 thì em lên đó là mẫu size to của Fossil. Cái bản Fossil này thì mọi người nhớ là size nó hơi to một chút nhá, hơi khủng. Và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Thì về cái chức năng của nó ấy, nó cũng sẽ chạy chức năng chronograph bấm giờ thể thao, cũng tương đương giống như là ở cái mã 117 thôi. Đó, thì cái mẫu này nó chỉ có mỗi khác mỗi cái đó là cái size mặt của nó. Nó là size to và đây là phiên bản của dòng pin thường chứ không phải pin năng lượng. Đây về buổi tối nha. Thì cái kim với cả cái dạng quang ấy, nó cũng sẽ có một cái dạng quang nhìn trông rất là lạ như thế này. Đó, niềm của nó sẽ là niềm xoay này. Và đáy của nó sẽ là đáy vặn. Fossil đây là thương hiệu của Mỹ. Mẫu này thì có size mặt đó là size 48. Càng của phiên bản này là 58.7. Thì bản này thì độ mới của nó còn cao, nhưng mà nó có một cái vệt ở phần kính ở đây một chút xíu này. Thì thôi bình thường là mẫu này em đang để đó là 1.7.000. Thì thôi em cũng sell luôn cho cả nhà mình, mẫu này là còn 1.500.000 nhá. 1.500.000 coi như là để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình luôn. Vì độ mới của nó cao nhưng mà chỉ có một vệt ở đây thôi. Chắc là do quệt vào cái gì đó. Đấy, cái quệt này rất là mạnh thì nó mới như vậy. Còn để như bình thường ở chỗ này nó không có hề có một cái vết chảy xước hay gì hết. Đó nha, đây là cái bản kim 6 kim. Và mẫu này là 1.500.000, mã của nó là ở mã 118. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 119 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của WeZ. Đây là chi nhánh con của Seiko. Bản này cũng là bản pin kim trôi luôn. Đấy, đây cũng là bản pin kim trôi. Mẫu này nó còn có cả một cái niềm xoay trong như thế này. Đấy, rồi là khi mà bấm vào đây thì mọi người sẽ dừng cái kim dây nhá. Cái kim dây ở bản này nó lại là kim dây ở vị trí 6 giờ này. Còn kim dây to này nó lại cũng là kim dây của chức năng chronograph. Nó tính theo phút thì nó sẽ hiển thị ở đây nhá. Tính theo tiếng thì nó sẽ hiển thị vị trí này. Mặt màu xanh rất là đẹp. Đấy, nó giống như là một cái xanh ngọc ấy, lịch ở vị trí góc 3 giờ này, mặt hình đa giác này, dây này, chốt khóa này. Sử dụng máy của Seiko bởi vì nó là chi nhánh con của Seiko. Mà máy VK67, Moment Japan và K China. Thì K thì nó là vỏ ấy, sẽ được sản xuất ở bên nước thứ ba. Đấy, còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng bởi vì là hãng nào cũng sẽ có các cái nhà máy ở bên nước thứ ba hết. Vừa là mở rộng thị trường này và hai nữa là người ta cũng tiết kiệm bớt các cái chi phí. Càng của nó là 47.3 nhé. Size mặt ở phiên bản này là 42. Nhưng mà nó không to quá đâu mọi người ạ. Bởi vì là nó thiết kế kiểu dạng như dây thép đen ý. Nên mọi người nhìn này, nhìn trông rất là đẹp, rất là nổi luôn. Cái này mọi người đeo tay cực đẹp nhá. Nhìn ngoài đẹp hơn rất nhiều. Bản này em
cũng đang để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 1.800.000, 1.800.000 đi, mã 117. Đó, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Em chào tất cả mọi người ạ.